Thưa quý vị, theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 1 năm 2023 tăng 0,52% so với tháng trước và tăng 4,89% so với cùng kỳ năm 2012. Đây là mức tăng khá cao so với tháng 1 của 5 năm trở lại đây. So với tháng trước, CPI của một số nhóm mặt hàng cũng tăng khá cao do ảnh hưởng của chi tiêu trong dịp Tết. Cụ thể, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,82% Nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 0,46%, nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 1,12%, nhóm may mặc, mũ nón giày dép tăng 0,62%. Tổng cục thống kê cũng cho biết lạm phát cơ bản tháng 1 năm 2023 tăng 0,46% so với tháng trước, tăng 5,21% so với cùng kỳ năm trước. Tổng cục thống kê cũng cho biết tính từ đầu năm đến ngày 20 tháng 1, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký vào Việt Nam, bao gồm cả vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 1,69 tỷ đô la Mỹ, giảm gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong số này, Việt Nam cấp phép cho 153 dự án FDI. Tổng vốn đăng ký đạt 1,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 48,5% về số dự án và gấp 3,1 lần về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Những dự án liên quan đến lĩnh vực bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô xe máy và xe có động cơ khác có tỷ lệ vốn đăng ký lớn nhất, chiếm 54,1% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp theo là ngành công nghiệp chế biến chế tạo, chiếm gần 30%. Trong tháng 1 năm 2023, cả nước có 10.800 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 99.100 tỷ đồng. Cũng trong thời gian này, có 34.994 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh đó, có 6.841 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 3,4%, và có 2.038 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 0,6%. Như vậy, chỉ trong tháng đầu năm, tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường đã lên tới gần 43.900 doanh nghiệp, tăng 14,4% so với cùng kỳ. Con số này cao hơn nhiều so với số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Điều này cho thấy tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Mặc dù xuất khẩu hàng hóa tháng 1 năm 2023 giảm 13,6% so với tháng trước và giảm 21,3% so với cùng kỳ năm trước, nhưng cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 3,6 tỷ đô la Mỹ. Các chuyên gia kinh tế cũng lưu ý, trong bức tranh xuất nhập khẩu tháng 1 năm 2023, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 1,04 tỷ đô la Mỹ, trong khi đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, kể cả dầu thô, đã xuất siêu 4,64 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, trong tháng đầu năm 2023, Việt Nam có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ đô la Mỹ trở lên, chiếm 66,6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Giá trị xuất khẩu 7 mặt hàng này đều giảm so với cùng kỳ năm trước trong đó giảm mạnh nhất là mảng diệt may, giảm 30,7%. Để kịp thời cảnh báo, chấn chỉnh và tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài chính và của ngành hải quan về phòng chống tiêu cực tham nhũng, đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong thực thi công vụ. Đồng thời yêu cầu các đơn vị thực hiện ngay công tác kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, đặc biệt là tại các chi cục hải quan để đảm bảo quy trình, thủ tục được thực hiện theo đúng quy định, tránh để tình trạng vi phạm mang tính hệ thống kéo dài làm ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị, của ngành. Qua công tác kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, thủ trưởng các đơn vị cần xem xét, xử lý nghiêm khắc kịp thời đối với những trường hợp vi phạm theo thẩm quyền. Theo số liệu do Tổng cục Hải quan vừa công bố, nửa đầu tháng 1 Tính từ ngày mùng 1 đến 15 tháng 1, cả nước đã chi hơn 160 triệu đô la Mỹ để nhập khẩu hơn 6.300 ô tô nguyên chiếc các loại. Đặc biệt, người Việt đang chuyển dần sang các mẫu xe đa dụng, gầm cao như SUV, crossover và MPV. Trong tổng lượng xe nhập khẩu về, dòng xe từ 9 chỗ ngồi trở lên chiếm ưu thế lớn. Cụ thể, ô tô 9 chỗ ngồi chỗ xuống đạt 5.776 xe, với kim ngạch đạt 138 triệu đô la Mỹ, chiếm 91,6% về lượng và chiếm hơn 85% về kim ngạch nhập khẩu ô tô của cả nước. Thưa quý vị và các bạn, phong trào thi đua lao động sản xuất sôi nổi ngay ngày đầu năm mới của hàng trăm cán bộ kỹ sư, công nhân lao động tại công trường Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, một trong những công trình giao thông trọng điểm của thủ đô Hà Nội, đã khẳng định sự quyết tâm, vượt khó của các nhà thầu ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội để đưa vào khai thác đúng dịp giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm nay đáp ứng niềm mong mỏi của người dân. Gói thầu xây dựng cầu chính vượt dòng chủ của sông Hồng là gói thầu cuối cùng và cũng là quan trọng bậc nhất của dự án đang được hai nhà thầu là Vinaconex và Trung Chính đảm nhiệm thi công. Theo đánh giá của nhà thầu, điều kiện thi công gói thầu số 1 được đánh giá là khó khăn nhất khi phải xây dưới lòng sông sâu 12m với dòng nước chảy xiết. Nhưng với sự nỗ lực quyết tâm, đến nay nhà thầu đã triển khai xong hạng mục bệ thân trụ và đang tiến hành thi công kết cấu phần trên. Hiện trên công trường, toàn bộ khối lượng vật tư thiết bị đã được tập kết. tám mũi thi công ở cả 8 trụ cầu cũng được nhà thầu liên danh đồng loạt triển khai ngay trong những ngày đầu xuân năm mới với quyết tâm đảm bảo hợp long cầu trước ngày 30 tháng 6, hoàn thành thông xe trước ngày mùng 2 tháng 9 năm 2023 ngày đầu xuân thì với phương châm là ăn tết nhưng không quên nhiệm vụ thì ngay từ ngày đầu tiên khai xuân lãnh đạo tổng công ty đã xuống và đã quán triệt là tất cả tinh thần làm việc là phải như trước tết huy động đầy đủ của nhân lực thiết bị vật tư thì đã tập kết từ trước tết nhưng mà là mọi công việc là triển khai bình thường. phần đầu xuân năm mới thì anh em cũng rất là phấn khởi và đang 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 thể hiện cái tinh thần quyết tâm để hoàn thành cái công việc để kế hoạch uh, phân đấu hợp long uh, biên vào đầu tháng 3 năm 2023 và hợp long đúc cuối cùng phân đấu vào cuối tháng 6 năm 2023. Cùng với sự nỗ lực của các nhà thầu, thì tư vấn giám sát và chủ đầu tư là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội cũng có vai trò đặc biệt quan trọng để đảm bảo an toàn cho lao động, tiến độ và cả chất lượng với sự chỉ đạo sát sao, giám sát chặt chẽ tiến độ thi công. Nhờ đó đến nay, sau gần 2 năm triển khai thi công, có tới 4 trên 5 gói thầu xây lắp chính đã hoàn thành. Toàn bộ khối lượng toàn dự án đạt trên 70%. Đây là tiền đề quan trọng để đưa toàn bộ dự án khai thác đúng dịp giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 tới. Từ các đơn vị tư vấn giám sát cũng như là nhà thầu cũng đã có kế hoạch cũng như là gia quân đồng loạt các trụ thi công Bây giờ hiện tại lên kết cấu phần trên này là đặc biệt là cái phần đúc hẫng này thì mọi cái yếu tố về kỹ thuật cũng như là chất lượng thì các nhà thầu có kinh nghiệm cũng như là tư vấn giám sát cũng đã có những cái sự lường trước cũng như là là đảm bảo được tuyệt đối an toàn cũng như là 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 chất lượng của cái hạng mục đó để hoàn thành cũng như là đáp ứng được cái 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 nhiệm vụ mà mà thành phố đã giao cho. Có thể nói, sự hăng say làm việc ngay ngày đầu năm mới được chứng kiến thành quả lao động, sự đổi thay từng ngày của công trình đã khẳng định sự quyết tâm của toàn bộ cán bộ, kỹ sư, người lao động trên công trường để đưa dự án về đích đúng hẹn, đáp ứng niềm mong mỏi của người dân có thêm cây cầu vượt sông Hồng hiện đại, giảm bớt áp lực cho tuyến giao thông trọng điểm của Thủ đô. Tối qua, ngày 29 tháng 1, một vụ cháy lớn suốt nhiều giờ đã thiêu rụi dãy xưởng tạm tại làng Ngọc Trục, xã Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Theo thông tin ghi nhận, vụ cháy bùng phát lúc 20 giờ 30 tại dãy xưởng tạm nằm ở đầu làng Ngập Trục. Ngay khi phát hiện đám cháy, người dân đã báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy thực hiện công tác cứu hỏa ban đầu. Tuy nhiên, do khu nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy, nên ngọn lửa lan rộng gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Vụ hỏa hoạn đã thiêu dụi xưởng gỗ và một xưởng gia công cắt CNC, thậm chí cháy lan sang phần kho chứa cốt pha gạch ốp lát tại dãy xưởng tạm này. Diện tích bị thiệt hại do đám cháy là khoảng 500 m2 gồm 5 hộ sản xuất và tác động nhiệt một phần của một hộ sản xuất liền kề. Vụ cháy lớn cũng khiến cho nhiều hộ dân trong một khu vực rộng mất điện. Hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra làm rõ. Được biết đây là khu vực vi phạm trật tự xây dựng đã được Ủy ban nhân dân phường Đại Mỗ lập danh sách báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm xử lý theo quy định. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Theo số liệu mới nhất do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc CDC công bố ngày hôm qua, nước này tiếp tục ghi nhận hơn 6.300 ca tử vong do COVID-19 tại các bệnh viện trong một tuần tính từ ngày 20 tháng 1. Thông tin được đăng trên trang web chính thức của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc. Trong số 6.364 ca tử vong do COVID-19 tại bệnh viện từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 26 tháng 1, thì gần 300 trường hợp là suy hô hấp, và số còn lại là do các bệnh nền gây ra. Như vậy so với một tuần trước đó từ 13 tới 19 tháng 1, số người chết do COVID-19 ở nước này đã giảm gần một nửa. Tính đến nay, Trung Quốc đại lục đã báo cáo hơn 80.000 ca tử vong kể từ khi COVID-19 bùng phát khoảng 3 năm qua. Cũng theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, hiện cả nước này vẫn còn gần 216.000 người phải nhập viện vì COVID-19, trong đó hơn 26.000 ca bệnh nặng. Trong khi đó, gần 3,5 tỷ liều vaccine đã được sử dụng với tổng số người được tiêm phòng là hơn 1,3 tỷ. Đức Giáo Hoàng Francis hôm qua lên tiếng kêu gọi Israel và Palestine nỗ lực giảm bạo lực tại vùng đất Thánh, đồng thời tham gia đối thoại để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài trong nhiều thập kỷ qua. Đức Giáo Hoàng Francis đồng thời lên án mọi hành động bạo lực nhằm vào nhau tại khu vực đất Thánh Jerusalem, Tôi vô cùng đau buồn khi nghe tin tức từ vùng đất thánh. Đó là cái chết của 10 người Palestine, trong đó có một phụ nữ, trong các hành động chống khủng bố của Israel, hay việc 7 người do thái bị giết hại cùng 3 người khác bị thương bởi một người Palestine. Tôi kêu gọi giới lãnh đạo Israel và Palestine cùng cộng đồng quốc tế hãy tìm ra một hướng đi khác ngay lập tức, đó là đối thoại chân thành để tìm kiếm hòa bình quân đội Israel cho biết đang gửi thêm quân tới bờ Tây, nơi nhiều tháng qua ghi nhận các cuộc đụng độ ngày càng nghiêm trọng. Số người chết, bao gồm cả các chiến binh và dân thường, do các vụ đụng độ đã lên đến đỉnh điểm, cao nhất trong hơn một thập kỷ. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas không đưa ra bình luận nào về vụ tấn công hôm thứ Sáu, đồng thời đổ lỗi cho Israel về tình trạng bạo lực gia tăng. Ít nhất 2 người thiệt mạng và 664 người khác bị thương trong trận động đất mạnh 5,9 độ Richter tại tỉnh Tây Azerbaijan ở Tây Bắc Iran ngày hôm qua. Trung tâm địa chấn Iran cho biết một số dư chấn đã xảy ra sau trận động đất chính, trong đó có dư chấn mạnh 4,2 độ. Trận động đất đã gây ra mất điện tại hạt Khoi, được xác định là tâm chấn. Ước tính mức độ thiệt hại sau trận động đất này là rất nghiêm trọng. Các đội cứu hộ đã được triển khai tới khu vực xảy ra động đất. Quan chức cơ quan tình trạng khẩn cấp địa phương cho biết, tuyết rơi dày tại khu vực thiên tai nhiệt độ rất thấp ở mức đóng băng và nhiều nơi bị mất điện đã ảnh hưởng đáng kể đến công tác cứu hộ. Chuyển sang những thông tin thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 30 tháng 1, Bắc Bộ tiếp tục chìm sâu trong khối không khí lạnh mạnh. Sáng nay, nhiệt độ đo thực tại một số khu vực ở miền Bắc xuống rất thấp. Khu vực Đông Bắc Bộ ít mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 đến cấp 3, trời rét, có nơi rét đậm rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8 đến 11 độ. Vùng núi có nơi dưới 7 độ. Sau đây là thông tin dự báo chi tiết. Phía đông bắc bộ ít mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 8 tới 22 độ. phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 9 tới 23 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 9 tới 21 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 15 tới 28 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 13 tới 26 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 20 tới 31 độ. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây không mưa, nhiệt độ từ 22 tới 30 độ. thủ đô Hà Nội, ít mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 9 tới 22 độ. Thưa quý vị, theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 1 năm 2023 tăng 0,52% so với tháng trước và tăng 4,89% so với cùng kỳ năm 2012. Đây là mức tăng khá cao so với tháng 1 của 5 năm trở lại đây, So với tháng trước, CPI của một số nhóm mặt hàng cũng tăng khá cao do ảnh hưởng của chi tiêu trong dịp Tết. Cụ thể, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,82%, nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 0,46%, nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 1,12%, nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,62%. Tổng cục thống kê cũng cho biết, lạm phát cơ bản tháng 1 năm 2023 tăng 0,46% so với tháng trước, tăng 5,21% so với cùng kỳ năm trước. Tổng cục thống kê cũng cho biết tính từ đầu năm đến ngày 20 tháng 1, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký vào Việt Nam, bao gồm cả vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 1,69 tỷ đô la Mỹ, giảm gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong số này, Việt Nam cấp phép cho 153 dự án FDI Tổng vốn đăng ký đạt 1,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 48,5% về số dự án và gấp 3,1 lần về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Những dự án liên quan đến lĩnh vực bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô xe máy và xe có động cơ khác có tỷ lệ vốn đăng ký lớn nhất, chiếm 54,1% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp theo là ngành công nghiệp chế biến chế tạo, chiếm gần 30%. Trong tháng 1 năm 2023, cả nước có 10.800 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 99.100 tỷ đồng. Cũng trong thời gian này, có 34.994 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh đó, có 6.841 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 3,4% và có 2.038 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 0,6%. Như vậy chỉ trong tháng đầu năm, tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường đã lên tới gần 43.900 doanh nghiệp, tăng 14,4% so với cùng kỳ. Con số này cao hơn nhiều so với số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Điều này cho thấy tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Mặc dù xuất khẩu hàng hóa tháng 1 năm 2023 giảm 13,6% so với tháng trước và giảm 21,3% so với cùng kỳ năm trước nhưng à, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 3,6 tỷ đô la Mỹ. Các chuyên gia kinh tế cũng lưu ý, trong bức tranh xuất nhập khẩu tháng 1 năm 2023, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 1,04 tỷ đô la Mỹ, trong khi đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, kể cả dầu thô, đã xuất siêu 4,64 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, trong tháng đầu năm 2023, Việt Nam có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ đô la Mỹ trở lên, chiếm 66,6% tổng kim ngạch xuất khẩu giá trị xuất khẩu bề mặt hàng này đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giảm mạnh nhất là mảng diệt may, giảm 30,7%. Để kịp thời cảnh báo, chấn chỉnh và tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài chính và của ngành hải quan về phòng chống tiêu cực tham nhũng, đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong thực thi công vụ. Đồng thời yêu cầu các đơn vị thực hiện ngay công tác kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, đặc biệt là tại các chi cục hải quan để đảm bảo quy trình, thủ tục được thực hiện theo đúng quy định, tránh để tình trạng vi phạm mang tính hệ thống kéo dài làm ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị, của ngành. Qua công tác kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, thủ trưởng các đơn vị cần xem xét, xử lý nghiêm khắc kịp thời đối với những trường hợp vi phạm theo thẩm quyền. Theo số liệu do Tổng cục Hải quan vừa công bố, nửa đầu tháng 1, tính từ ngày mùng 1 đến 15 tháng 1, cả nước đã chi hơn 160 triệu đô la Mỹ để nhập khẩu hơn 6.300 ô tô nguyên chiếc các loại. Đặc biệt, người Việt đang chuyển dần sang các mẫu xe đa dụng, gầm cao như SUV, crossover và MPV. Trong tổng lượng xe nhập khẩu về, dòng xe từ 9 chỗ ngồi trở lên chiếm ưu thế lớn. Cụ thể, ô tô 9 chỗ ngồi chỗ xuống đạt 5.776 xe, với kim ngạch đạt 138 triệu đô la Mỹ, chiếm 91,6% về lượng và chiếm hơn 85% về kim ngạch nhập khẩu ô tô của cả nước. Thưa quý vị và các bạn, phong trào thi đua lao động sản xuất sôi nổi ngay ngày đầu năm mới của hàng trăm cán bộ kỹ sư, công nhân lao động tại công trường Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, một trong những công trình giao thông trọng điểm của thủ đô Hà Nội, đã khẳng định sự quyết tâm, vượt khó của các nhà thầu ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội để đưa vào khai thác đúng dịp giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm nay, đáp ứng niềm mong mỏi của người dân. Gói thầu xây dựng cầu chính vượt dòng chủ của sông Hồng là gói thầu cuối cùng và cũng là quan trọng bậc nhất của dự án, đang được hai nhà thầu là Vinaconex và Trung Chính đảm nhiệm thi công. Theo đánh giá của nhà thầu, điều kiện thi công gói thầu số 1 được đánh giá là khó khăn nhất khi phải xây dưới lòng sông sâu 12m với dòng nước chảy xiết. Nhưng với sự nỗ lực quyết tâm, đến nay nhà thầu đã triển khai xong hạng mục bệ thân trụ và đang tiến hành thi công kết cấu phần trên. Hiện trên công trường, toàn bộ khối lượng vật tư thiết bị đã được tập kết. 8 mũi thi công ở cả 8 trụ cầu cũng được nhà thầu liên danh đồng loạt triển khai ngay trong những ngày đầu xuân năm mới. Với quyết tâm đảm bảo hợp long cầu trước ngày 30 tháng 6, hoàn thành thông xe trước ngày mùng 2 tháng 9 năm 2023 ngày đầu xuân thì với phương châm là ăn Tết nhưng không quên nhiệm vụ thì ngay từ ngày đầu tiên khai xuân lãnh đạo tổng công ty đã xuống và đã quán triệt là tất cả tinh thần làm việc là phải như trước Tết huy động đầy đủ của nhân lực thiết bị vật tư thì đã tập kết từ trước Tết của mọi công việc là triển khai bình thường. Cần đầu xuân năm mới thì anh em cũng rất là phấn khởi và đang 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 cái tinh thần quyết tâm để hoàn thành cái công việc kế hoạch uh, phấn đấu hợp long uh, biên vào đầu tháng 3 năm 2023 và hợp long lúc cuối cùng phấn đấu vào cuối tháng 6 2023. Cùng với sự nỗ lực của các nhà thầu thì tư vấn giám sát và chủ đầu tư là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội cũng có vai trò đặc biệt quan trọng để đảm bảo an toàn cho lao động, tiến độ và cả chất lượng với sự chỉ đạo sát sao, giám sát chặt chẽ tiến độ thi công. Nhờ đó đến nay, sau gần 2 năm triển khai thi công, có tới 4 trên 5 gói thầu xây lắp chính đã hoàn thành. Toàn bộ khối lượng toàn dự án đạt trên 70%. Đây là tiền đề quan trọng để đưa toàn bộ dự án khai thác đúng dịp giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 tới. Từ các đơn vị tư vấn giám sát cũng như là nhà thầu cũng đã có kế hoạch cũng như là gia quân đồng loạt các trụ thi công Bây giờ hiện đại lên kết cấu phần trên này là đặc biệt là cái phần đúc hẫng này thì mọi cái yếu tố về kỹ thuật cũng như là chất lượng thì các nhà thầu có kinh nghiệm cũng như là tư vấn giám sát cũng đã có những cái sự lường trước cũng như là là đảm bảo được tuyệt đối an toàn cũng như là 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 chất lượng của cái hạng mục đó để hoàn thành cũng như là đáp ứng được cái 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 nhiệm vụ mà mà thành phố đã giao cho. Có thể nói, sự hăng say làm việc ngay ngày đầu năm mới được chứng kiến thành quả lao động, sự đổi thay từng ngày của công trình đã khẳng định sự quyết tâm của toàn bộ cán bộ, kỹ sư, người lao động trên công trường để đưa dự án về đích đúng hẹn, đáp ứng niềm mong mỏi của người dân có thêm cây cầu vượt sông Hồng hiện đại, giảm bớt áp lực cho tuyến giao thông trọng điểm của Thủ đô. Tối qua, ngày 29 tháng 1, một vụ cháy lớn suốt nhiều giờ đã thiêu rụi dãy xưởng tạm tại làng Ngọc Trục, xã Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Theo thông tin ghi nhận, vụ cháy bùng phát lúc 20 giờ 30 tại dãy xưởng tạm nằm ở đầu làng Ngọc Trục. Ngay khi phát hiện đám cháy, người dân đã báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy thực hiện công tác cứu hỏa ban đầu. Tuy nhiên do khu nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan rộng gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Vụ hỏa hoạn đã thiêu dụi xưởng gỗ và một xưởng gia công cắt CNC, thậm chí cháy lan sang phần kho chứa cốt pha, gạch ốp lát tại dãy xưởng tạm này. Diện tích bị thiệt hại do đám cháy là khoảng 500 m2, gồm 5 hộ sản xuất và tác động nhiệt một phần của một hộ sản xuất liền kề. Vụ cháy lớn cũng khiến cho nhiều hộ dân trong một khu vực rộng mất điện. Hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra làm rõ. Được biết đây là khu vực vi phạm trật tự xây dựng đã được Ủy ban nhân dân phường Đại Mỗ lập danh sách báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm xử lý theo quy định. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Theo số liệu mới nhất do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc CDC công bố ngày hôm qua, nước này tiếp tục ghi nhận hơn 6.300 ca tử vong do COVID-19 tại các bệnh viện trong một tuần tính từ ngày 20 tháng 1. Thông tin được đăng trên trang web chính thức của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc. Trong số 6.364 ca tử vong do COVID-19 tại bệnh viện từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 26 tháng 1, thì gần 300 trường hợp là suy hô hấp, và số còn lại là do các bệnh nền gây ra. Như vậy so với một tuần trước đó từ 13 tới 19 tháng 1, số người chết do Covid-19 ở nước này đã giảm gần một nửa. Tính đến nay, Trung Quốc đại lục đã báo cáo hơn 80.000 ca tử vong kể từ khi Covid-19 bùng phát khoảng 3 năm qua. Cũng theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, hiện cả nước này vẫn còn gần 216.000 người phải nhập viện vì Covid-19, trong đó hơn 26.000 ca bệnh nặng. Trong khi đó, gần 3,5 tỷ liều vaccine đã được sử dụng với tổng số người được tiêm phòng là hơn 1,3 tỷ. Đức Giáo Hoàng Francis hôm qua lên tiếng kêu gọi Israel và Palestine nỗ lực giảm bạo lực tại vùng đất Thánh, đồng thời tham gia đối thoại để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài trong nhiều thập kỷ qua. Đức Giáo Hoàng Francis đồng thời lên án mọi hành động bạo lực nhằm vào nhau tại khu vực đất Thánh Jerusalem. Tôi vô cùng đau buồn khi nghe tin tức từ vùng đất Thánh. Đó là cái chết của 10 người Palestine, trong đó có một phụ nữ. Trong các hành động chống khủng bố của Israel, hay việc bảy người Do Thái bị giết hại cùng ba người khác bị thương bởi một người Palestine. Tôi kêu gọi giới lãnh đạo Israel và Palestine cùng cộng đồng quốc tế hãy tìm ra một hướng đi khác ngay lập tức, đó là đối thoại chân thành để tìm kiếm hòa bình quân đội Israel cho biết đang gửi thêm quân tới bờ Tây, nơi nhiều tháng qua ghi nhận các cuộc đụng độ ngày càng nghiêm trọng. Số người chết, bao gồm cả các chiến binh và dân thường, do các vụ đụng độ đã lên đến đỉnh điểm, cao nhất trong hơn một thập kỷ. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas không đưa ra bình luận nào về vụ tấn công hôm thứ Sáu, đồng thời đổ lỗi cho Israel về tình trạng bạo lực gia tăng. Ít nhất hai người thiệt mạng và 664 người khác bị thương trong trận động đất mạnh 5,9 độ Richter tại tỉnh Tây Azerbaijan ở Tây Bắc Iran ngày hôm qua. Trung tâm địa chấn Iran cho biết một số dư chấn đã xảy ra sau trận động đất chính, trong đó có dư chấn mạnh 4,2 độ. Trận động đất đã gây ra mất điện tại hạt khoi, được xác định là tâm chấn. Ước tính mức độ thiệt hại sau trận động đất này là rất nghiêm trọng. Các đội cứu hộ đã được triển khai tới khu vực xảy ra động đất. Quan chức cơ quan tình trạng khẩn cấp địa phương cho biết, tuyết rơi dày tại khu vực thiên tai nhiệt độ rất thấp ở mức đóng băng và nhiều nơi bị mất điện đã ảnh hưởng đáng kể đến công tác cứu hộ